Có ghe rơm mà ghe này chở tải khoảng 55 tấn ha. Ghe chở rơm thì 1.300, 1.400 nha. Thì chú kêu gã mình quay chi tiết lại xe cho anh em ha. Đó, cái này là mũi rất là thấp nha. Mũi rất là thấp luôn, khoảng chừng 2m1 mũi nha. Đang chạy cái 3L. Rồi vô chi tiết hồi mình báo giá cho anh em xem. Đó, ghe này thì hồi xưa đóng bằng cái cây gì thì mình không biết được, nhưng mà có cái giờ thấy cận giá với sửa lại á, là bằng cái sao vườn nhiều lắm nghe anh em. Thì kêu giá đó cũng rẻ nha. Rẻ nhiều rồi nghe chủ nó rẻ chứ mình cũng chưa biết, hồi hỏi lại mới biết nha. Mê xi măng, đóng An Hiệp, Ba Tri, Bến Tre ha. Đó, có dàn dĩ người ta kè vậy luôn á, là chở cao lên là được 1.350, 1.400 vậy đó. Bây giờ anh cẩn cũng dài chỗ nha anh em, úp vô thì còn nguyên ha, úp vô còn đẹp. Rồi. Trên hầm là cây sao vườn nha. Đó, nhà tượng, dán hầm, đồ nịch hầm là cây sao vườn hết luôn. Rồi đây hầm mũi nha nè. Bay mùi chuột thấy ớn không? Bay mùi chuột dữ dằn luôn á. Có cây bạch đằng nữa nha. Ghe đóng cũng lâu lắm rồi nè. Hồi xưa mình đi chất mía mướn cho ghe này nè. Hồi đầu tiên đi chất mía mướn là cho ghe chiếc ghe này nè nghe anh em. Rồi sao người ta sửa lại lên đời cũng mấy lần mà đều sửa lại vẫn còn thấp, bề ngang rộng lắm. Đóng về thì mình không có quay cái bề dành cho anh em coi kỹ được nha. Nhưng mà ghe này thì cái lường mình thấy nó hơi ảnh nha anh em. Nha, coi cho kỹ. Ra thì nhiều lắm, 1, 2, 3, 4, 5, 6 đôi ra ha. Hai bên thì giờ thấy cũng còn đẹp mà ghe này mấy anh em đi về là chở rơm, là ghe người ta đang đi rơm mà chở rơm mà khỏi cần sửa sang gì hết. Không, 6, 6, 16 già mà còn ham. Khoảng 55 tấn. Lồng son dài nhiêu ta? 9 mét. Lồng son dài 9m2, bề ngang 4m35 nha anh em, phủ bì. Ở ghe giấy tờ đầy đủ nha anh em, mà hết đăng kiểm. Chạy 3L trơn ha. Ba này bao cốt bao hơi. Chủ nó là cốt ít tăng đa nha. Để hồi nổ máy cho anh em xem cái. Thuê đi cả năm mấy này không có rửa rái không gì. Ở trong mui. Ba L trơn đó, có cò cho anh em bật luôn nè, quay được giật được đó, sao cái này nó rời rời vậy. Nếu mà không có quay thì cái này không có thèm chỉnh nó lại. Cái này anh nhận ngay cho cái này quá. Cái mùa lon vô rồi mà tháo ra luôn. Quay được giật được nhảy nhảy lắm, giật được cái này quấn vô cái đó giật cái gì, quay được giật được. Chạy chân dịch 8.6 hả, 9.4 dữ hả. Lắp 50 inox nghe anh em. Tiếp lắp inox để xuống hầm quay cái hầm cái bánh lái. Rồi chủ ghe này báo giá là nhiêu chú? 80 triệu anh em thương lượng ha. Liên hệ với chú Thanh số điện thoại 094 3344 213 đó. Đây hầm lái nè, đây hầm lái cho anh em nha. Tiếp lắp inox.
Rồi bánh lái cũng inox luôn, cho anh em theo bình bình đề đầy đủ á. Nó đề 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 máy đi chú. Hai cặp. Cặp tâm cặp. Nhẹ nhàng. Máy ba, máy ba dân ma khoái vậy nghe anh em. Đề cái giật cái cũng chạy, nó đề quá nhẹ nhàng mà đều. Chạy ghe này thì nó vừa chứ chạy ghe lớn lớn thì nó hơi yếu ha. Chạy 9/4. Chú lo gắn hầm lại đi. Đây là chủ ghe nghe nè. Rồi tắt máy rồi chú ơi, tắt máy được rồi, dậy được rồi. Lấy quay lăng, quay lăng. Ủa giống trợ lực, trợ lực chú tháo bỏ rồi hả? Trợ lực không. À, quay lăng trợ lực tháo bỏ nha anh em, tháo bỏ cái trợ lực ra ha. Giờ còn này cái đầu bò trợ lực nhưng mà không có đường nhớt đi thì mình đi trợ lực, đi mình, đường nhớt là lụm á. Mình lấy cơ luôn. Để nhớt xì xịt tới đây chú không bỏ luôn ha. Lấy cần được luôn. Lấy cần luôn nè. Tôi ra rơm tôi lấy cần luôn rồi. Không, chạy lên. Cái bên kia bơm nước quá trời. Đó, vậy đó mình báo giá anh em rồi. Có gì liên hệ với chú Thanh ha. Anh em nào cần thiết mua đi rơm liền thì mua ha. Dàn dĩ không theo. Dàn dĩ lấy lại. Dàn dĩ bỏ lại nha. Thì thương lượng giá cả. Rồi tắt máy rồi chú ơi, tắt máy được rồi, dậy được rồi. Lấy quay lăng mình đi trợ là đi mình nhớt là lụm á. Mình lấy cơ luôn. Để nhớt xì xịt tới đây chú không bỏ luôn ha. Lấy cần được luôn. Lấy cần luôn nè. Tôi ra rơm tôi lấy cần luôn rồi. Không chạy lên. Cái bên kia bơm nước quá trời. Đó, vậy đó mình báo giá anh em rồi, có gì liên hệ với chú Thanh ha. Anh em nào cần thiết mua đi rơm liền thì mua ha. Dàn dĩ không theo, dàn dĩ lấy lại. Dàn dĩ bỏ lại nha. Thì thương lượng giá cả.